mới tin à, xe tốt. Đang ở phường mà anh em cũng điện, cũng phải điện tới để bán xe anh chị. Em đang ở phường ở bên Thủ Đức. Hello em. Dạ. Đang ký mấy giấy tờ. Anh em sáng giờ đi hết à? Đi tùm lum hết nên không có ai hết. Gấp quá nên là anh để hả? Chuột bò hả? Lấy cái giấy tờ anh xem thử, cho anh mượn giấy tờ. 6.000 cây thì coi, 6.000 hay 5.000? 6.000 gì? 3.000 giới quên, 3.000 hả? Xe đèn khóa anh ơi. Ừ, đúng rồi. Dạ, dạ chị. Em đang làm giấy tờ ở phường nên em không chạy xuống được, thông cảm. Bây giờ là ngân hàng ở đâu chị? Phan Đăng Lưu hả? Ngân hàng đang Phan Lưu hả? Bây giờ mình với ngân ở ngân hàng nào gần nhất được anh? Ở gần đây cũng có mà, ngân hàng gì tên gì? VIB. Em search thử VIB gần đây thử. Cái giấy tờ để đâu vậy? Ủa tiền không vậy? Nãy chưa có làm gì mà chưa lấy xe ra mà. Chưa có đụng gì gỡ luôn, gỡ lấy gì mà anh chồng gì. Cho em mượn cái giấy tờ xin. Ủa 220 mà chị quên đi, không chịu đi à? Làm biến đi rồi. Làm biến đi quá, mua chi phí vậy. Vậy bây giờ sợ càng để càng thấp cho nên nó bán. Nó là tiêu sản mà, càng để nó càng rớt giá, xe nó càng. Lấy tiếc đó. Lấy 100 triệu đâu, muốn không đi thì mua đất đi, rồi đi đâu kêu người họ chở đi, thuê xe nó chở đi không sướng à. Sài Gòn mà đi xe nó cực tí mồ. Có nhà rồi mình mua chiếc xe để nhà 3-4 tầng. Ba cũ trên này cũng có thì. Nhà 3-4 tầng phải có xe 4 bánh. Đó. Mua xong rồi tự nhiên nó đâu đi đâu được đâu. Đưa cái số tài khoản anh chuyển cho chị rồi giải ngân. Nó tự nó trừ rồi mình lên lấy cà vẹt thôi. Dạ. Đưa số tài khoản rồi chuyển cho chị đúng không? Rồi cái rồi chị điện ngân hàng cho nó trừ xong cái rồi lên lấy cái việc thôi. Bây giờ cái hàng nó chính xác là còn bao nhiêu chị? 235. Bây giờ vậy, bây em giờ chuyển cho chị 400. Em giữ cái xe lại. Không, bây giờ như thế này nè, bây giờ chuyển vô đây, cái số tài khoản của ngân hàng đó 235 đi rồi chuyển vô cái số tài khoản cá nhân của chị. Chị sao một ngân hàng luôn hay nhiều ngân hàng? Nhiều ngân hàng mà. Vậy chị lấy cái ngân hàng mà chuyển cái số tiền giải ngân vô ngân hàng mà chị đang vay á, ngân hàng gì? VIB hả? VIB. Rồi. VIB cái số của chị ha. Lấy đi, lấy nhắn cho anh để anh. Cái này thì mong qua anh em, đó là cái gì cứ làm việc qua anh em thôi anh chị. Giá cả là em mua qua anh em hết chứ không mua chiếc xe nha. Bạn có lấy không? Em cứ xử lý đi. Xử lý anh chuyển cho nó nhanh rồi anh em lên. Con này còn ha. Cảm ơn anh nha. Không sao, anh em mình làm lâu dài mà đâu có thay rồi. Em cứ xử lý. Bữa nào rảnh anh em cho cái anh bận quá nên là anh mới hẹn chú ra đây chứ không có phải xuống tới nơi chứ. Sáng nó gấp quá nên thông cảm nha. Anh còn đang chờ bên đó để ký giấy tờ. Lính anh sáng giờ 4-5 người đi hết rồi. Không thằng đi Long An, một bạn đi Long An, bạn thì bên Bình Chánh. Mình mua 2-3 xe, sáng giờ anh mua cũng 2-3 xe bên đây chứ. Cái xe tải van gì? Tải van gì? Đang cần á? Cái tải van anh đang chờ nè, ở nhà luôn nè. Em rét hay gì? Nói chuyện với anh nha. Không quan trọng, quan trọng. Dạ dạ em chào anh. Anh có cái xe Ford Transit tải van hả anh? Không, chiếc Suzuki Van 500kg. Dạ, mấy chỗ anh? Cái đó là 2 chỗ. 2 chỗ hả? À tải van thì 2 chỗ đúng rồi. Em lại đang tìm anh đợi em xíu nha. 8 giờ trong Sài Gòn. Sao Vin? Dạ, ảnh nộp thẻ xe là 53 triệu. Ồ, không được, nợ thẻ visa nữa thì mình mua cái xe đó tính ra ảnh cả tiền ảnh thế bên kia với lại tiền ngân hàng á là đã 482, mình mua 485 thì đưa lại ảnh có 3 triệu. 3 triệu mình nợ cái thẻ 50 mấy triệu nữa sao được.
Không được, không được. Vậy bây giờ kêu ảnh á, nếu mà thẻ visa nữa thành ra cái xe 500 mấy sao mua. Đâu được đâu. Rồi cầm đồ nữa chứ, cầm đồ 100 mấy thành ra xe 500 mấy à. Cầm đồ 477 nhưng mà cái thẻ visa nữa chứ. Vin hiểu không? Mình trả cái tiền xe xong rồi thì nó sẽ không cho mình lấy cái cà vẹt ra đâu, nó ép mình phải trả luôn cái thẻ visa nữa. Cái thẻ mà vay nợ. Rồi. Cộng cho 301 rồi cộng cho phí phạt cộng lại nữa. Ừ, là mỗi triệu 500 chứ 3 triệu 300, tổng là 307 rồi. Rồi cộng cho cầm đồ là 101. Rồi vậy bây giờ Vin Vin xin số thoại tín dụng nè anh chị nè, Vin xin số thoại tín dụng đúng không, rồi Vin kêu đó tổng là ghi ra giấy xong rồi Vin xuống chỗ cầm đồ, Vin nói chuyện cầm đồ là bây giờ tổng cái xe đây vay bao nhiêu, tiền lãi bao nhiêu nữa, nếu mà nó thấp hơn cái tiền mà cái giá mà mình định giá thì mình xuống tiền mình mua, còn mà nó cao hơn là mình bỏ mình chạy. Hiểu chưa? Rồi bây giờ tôi muốn thêm một cái nữa là về giấy tờ của anh cái cho mình bán nhưng mình không được nữa anh. Sao vậy? Mà giờ anh trên khẩu lao động mình ngoài rồi 3 tháng nữa mới về. Thôi vậy thôi, Vin qua đây với anh đi, qua lấy cái xe tốt cho anh đi, xử lý cái xe tốt cho anh đi, bỏ đi, bỏ đi về đi. Anh à. Dạ. Xem coi hết rồi đúng không? Dạ, kêu dạ. Chỉ hết rồi đúng không? Dạ. Này anh. À. Đợi anh xíu nha, anh hơi rối cái này xíu, anh đang xử lý cái này. Rồi giờ là anh chuyển qua bao nhiêu, em nhắn cái số tiền luôn đi chứ để anh nhầm. Có bao nhiêu tiền ta? Có bao nhiêu tiền ta? 235. Phí đường bộ 5 hả? Hết cái phí đường bộ 5 đúng không? À, trong đó là 235 triệu. À. Bây giờ mình chuyển dư. Để. Bây giờ vậy, em chuyển vô đó là 236 triệu. Lỡ như phí này phí kia lại. Vậy 237 hay là 238? Bỏ 240 nha. Rồi. Ok. Vậy chị nhắn xác nhận qua cho đồng chí này là đã bán cái xe giá nhiêu, chuyển vô tài khoản nào giá nhiêu. Rồi. Mình không có giấy tờ thì mình nhắn lại đi. Chuyển vô tài khoản này là 240 để đi giải ngân đấy. Tốc độ đi. Hết cái phí đường bộ này, cái này thôi cho người ta luôn chứ xe người ta mới quá mà. Thôi về em đóng người ta chứ giờ trừ tội người ta. Cái này hết đường bộ rồi đó, nhưng mà thấy chị, thấy hai chị là em không có trừ cho đáng lẽ, đúng lý là em phải trừ cái tiền này. Dạ, thấy hai chị phụ nữ không biết gì. Bán xe lỗ tội. Thôi đừng mua xe nữa nha. Bỏ vậy. Bỏ nha. Không biết đường đâu. Không biết lỗ trăm mấy 200 triệu rồi. Không biết đường mà còn mua xe. Đúng không? Đi bao nhiêu ngàn? 3.000. Xe anh 700 để coi. 750. Không, xe anh 750, xe em 1.250 bù vô. Anh bù trừ đi, anh tính đi. Đúng rồi. Đi có 30.000 cây vậy anh. Có
không không mất biển số E, nó đã không niên hạn thì nó lại sẽ mãi mãi không niên hạn. Nhưng mà anh để biển Sài Gòn đi cho đẹp chứ, thích biển Bình Dương à? Ờ được thì tốn cũng không bao nhiêu đâu. Dạ đúng rồi. Không, bên em là bao rút, còn bên anh là chỉ có đưa thông tin thôi, chứ còn mà bên anh đâu có bao rút đâu đúng không? Anh dân mà sao anh biết đường là mình đi rút hồ sơ? Đúng rồi. Rồi rồi, anh ký mua bán cho mình, còn mình là bán cho anh là mình phải bao rút. Đúng rồi. 5 đồng anh. Ok. Ok ok. Xe anh quận máy anh nói đi anh. À cái kia Sun tô dầu hả? Rồi rồi, để sáng nay lính nhân viên mình hơi lu bu một cái anh thông cảm nha. Để cỡ tầm 1 giờ mình báo lịch đi xem cho anh nha. Đứng cho mát. Alo, chuyển tiền giải ngân cái xe tốt đi. À, giải ngân rệt. Sáng giờ nó hơi lu bu, bận quá. Rồi để nó chuyển tiền giải ngân trước đi rồi tí anh em mình tính. Tí nữa anh em mình tính. Anh quay cái video cái đã nha. Hello anh chị, đang đi chỗ quốc lộ 13 kẹt xe mà anh đang bắt đường lại để anh bán cho cái xe này là phải dừng lại. Xe tốt và random nha. Tin à. 3.000 cây. Tiền qua chưa chị? Đang kêu nó kiểm tra. Ủa cái đèn pin của ông nội nào đây? Ủa. Nghe nó kiểm từ chỗ đó. Kiểm từng chỗ luôn hả? Dữ vậy? Ừ. Coi kỹ hơn em luôn hả? À, nó kỹ lắm, nó vô nó coi nó nghía nó dạch rồi nó lấy đèn pin nó rọi bố xuôi trong nhà xong nó dạch vô đủ xong nó dẫn chiếc xe chạy ra đường. Nó làm một coi quá trời luôn rồi. Em coi có kỹ không vậy đó, em coi lớp phớt đúng không? Coi ghê, thua đó đó. Em coi thì thua rồi. Em bao nhiêu làm xe bao năm rồi? Mới làm hả? Nào chỉ anh mua cái đèn nha, anh không có cái đèn đó, nào chỉ chỗ anh mua cái đèn coi. Không giỡn á, anh cần gì đèn đâu. Không giỡn á, anh đâu có cần đèn đâu à. Anh coi bằng mắt không à, bằng cảm giác không à. Vừa nóc hả? Đợt chị mua là bao nhiêu ta? 826 hả? Mua ở Kia nào? À. Coi tiền qua chưa chị? Mới tin nhà nè. Đi có 3.000 cây rồi hả? Đi 3.000. Phụ nữ mà họ không ông nội nào không? Nắp nó có chảy mà. À. Mới lắm nha anh em. Rồi đây cái điện cửa nóc của em. Máy 1.4 turbo. Nó dán vô cái này nó dễ dán lắm. Thì bữa anh dính cái Everest đó, nó dán vô xong rồi nó lên mâm. Dạ. Ờ nó lên mâm. Nhưng mình có coi em coi cái ghế điện là biết rồi, chứ là cái điều hòa điện tự động. Đúng rồi. Option đó. Anh em nào cần xe này liên hệ Toàn nha, đổi bù trừ đều được hết. Đang đi cái Grab to này. Mua dọc đường nha, sáng giờ anh em cũng đi nên mua 5-6 xe rồi. Dòng này chạy sướng không? Êm không?
Ủa, và thủ tục pháp lý là vợ chồng là sao? Cái xe này là ông chồng người Hàn Quốc. Mua tài sản là đứng tên một mình bả. Nên nó giấy đồng thuận chưa? Nó có chưa? Không, nó có tờ giấy của bả của mình bả, có tờ giấy của mình bả thôi. Đâu, nhưng bạn phải có giấy đồng thuận mới ký được chứ. Quên cái vụ quên chứ. Hỏi đi em, trời thằng quỷ. Anh tưởng mà xác minh xong rồi anh khỏi sao? Chuyển 240 rồi á. Còn không có giấy tờ thân, ông chồng người Hàn Quốc, nhưng mà tài sản đây là có mình bả đứng tên. Trang ngân hàng bả là có mình bả, ông chồng vẫn ký được. Đây nè, anh chị nè. Trang có giấy cái không mà. Ông chồng đang đâu? Ông chồng ở nhà. À ở nhà rồi vậy được. Anh tưởng ông chồng mà không có ở đây ở Hàn Quốc là mệt. Rồi. Có nhà đúng không? Rồi. Ok. Bữa sau em phải xác minh nè, anh nói nè. Trước khi mình giao dịch một cái cuộc mua bán nào đó, giá cả là một chuyện, đó là quan chất lượng là một chuyện quan trọng đầu tiên đúng không? Tiếp theo nữa là giá cả. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là giấy tờ thủ tục pháp lý mới là chốt giao dịch được. Giấy tờ là cái gì? Thí dụ là mua mà không có chưa hôn nhân á thì phải cần giấy xác nhận độc thân gần nhất 6 tháng, và trong giấy đó phải quy định là được phép mua bán xe ra phường xin. Hoặc là nếu mà có chồng á thì phải có giấy đăng ký kết hôn, hoặc là trên phương diện mà hai người ly hôn á thì phải có giấy của tòa án và tài sản này chia cho. Nó rất rối cái đó, cái pháp lý là cái rất là quan trọng khi mà làm xe cũ nha. Nên em phải để cái đó là cái sống còn đó. Nhiều lúc mình mua cái xe xong rồi mình ôm mình chạy, anh mấy xe là mấy đứa nó gậu là anh ôm anh chạy luôn chứ đâu bán được, không giao dịch không mua bán gì được. Có cái xác không hồn vậy đó, đúng không? Nên phải kỹ cái vấn đề đó cho anh trước khi mà chuyển. Anh chuyển rồi đó, kiểm tra lại đi. Alo. Anh nghe nè. Ủa, vậy là sao mà công chứng được quỹ? Bây giờ anh cũng đó, anh cũng nhiệt tình, anh cho nhân viên xuống rồi, nhưng mà bây giờ hôm qua anh nói rồi phải đầy đủ hết hai vợ chồng anh mới mua được, chứ không có rồi anh mua bán kiểu gì? Thì phải có người nữa chứ. Đúng rồi, phải có vợ em nữa anh mới mua bán được chứ, không có vợ em rồi ai ký rồi ai sang tên. Anh mua bán mà anh chờ tới một tháng nữa vợ em về nữa là chết anh luôn. Anh phải rút hồ sơ cho khách liền mà, anh bán liền à, anh bán nhanh lắm. Nên anh mua giá nó sát, giá nó cao nhưng mà với điều kiện là thủ tục pháp lý và đảm bảo để anh bán luôn. Gần như lướt sóng á, hiểu không? Em tính đi, em hỏi thử bây giờ vợ ở bên đâu? Hàn Quốc hả? Dubai hả? Bây giờ em kêu là ra đại sứ quán làm giấy ủy quyền về cho em bán xe được không? Nó về nhưng mà ý là bây giờ nó bên đó, giờ nếu nó không về gấp được thì em muốn bán xe gấp á, để khỏi tiền lãi cầm đồ á, thì em kêu ra cái đại sứ quán ở Dubai á, cái nơi mà nó gần nhất á, rồi anh cho nhân viên hướng dẫn cho cái mẫu ủy quyền về cho chồng ở nhà bán xe. Em nói ra là người ta biết à, ra đại sứ quán là người ta biết à, xử lý đó. Đúng rồi, mới bán xe được. Vậy thì phải chờ vợ về rồi anh giao dịch nha. Ok, cảm ơn. Sao rồi, qua chưa? Qua rồi anh. Cái này là nó có giấy xác nhận công tác của ngân hàng là cái xe này là một mình bỏ đúng ra. Cái giấy ngân hàng nó không có liên quan. Không, biết rồi, cái giấy, nhưng mà cái giấy công kết là cái tài sản là một mình bỏ. Nhưng mà anh nói em nè, nó không có liên quan đến công chứng, thủ tục sang tên đổi chủ. Cái nó là cái đó là của ngân hàng thôi. Còn mà bán xe là nó phải, nếu mà chị đó mà chưa đăng ký kết hôn á thì phải có giấy xác nhận độc thân. Mà đăng ký kết hôn rồi á là phải hai vợ chồng ra ký. Rồi, và rồi, cái rồi. Xe mua trước hôn nhân hay sau hôn nhân nữa. Rồi, cái này ổng ra ký được, Nhưng mà ký mà để vay được thì phải thì đủ tục pháp lý nó phải đủ á, nên là mới vay được. Chồng hồi xưa là họ đúng rồi, tại vì em ngân hàng là nó không cho người nước ngoài vay. Cho nên là mới là có giấy xác nhận mình bỏ đứng ra vay. Đó bây giờ thế kia kêu ra ký là ổng ra, ổng ký vô tư. Đúng rồi. Vậy thì đúng cứ đang công nghĩ ra vậy. Ok anh, cảm ơn. Vậy bây giờ là sao anh? Bây giờ là tiền qua rồi đúng không? Vậy kêu nó làm, kêu ngân hàng làm thủ tục giải ngân đi, khi nào có cà vẹt là tới lấy cà vẹt ra ký luôn.
Đây phòng công chứng gần nhất ký thủ quỹ cho anh thôi. Bữa đó. Thôi xong nha anh chị. Giờ em tắt máy em làm việc tiếp rồi. Có xe bán thì liên hệ Toàn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.